Chào các bạn, mình là Đàn Áp Du. Mình đang cầm trên tay chiếc Asus Zenfone 3 Max bản 5,2 inch, mã là X008D. Thì cái máy này hiện nay đang bị khóa cái tài khoản Google FRP và nó đã chạy Android 7.0 mới nhất rồi, nên rất là khó phá. Bây giờ mình sẽ đi tiến hành phá cái tài khoản của chiếc máy này và mình sẽ tiếp tục video sau khi mình phá xong. Mình sẽ next cho bạn xem nó bị khóa tài khoản. Đây, lên Android 7.0 sẽ có thêm một cái thiết lập như mới này. Đây, nó đòi xác minh tài khoản của bạn. Ok, mình đã vừa phá xong cái tài khoản của con Asus Zenfone Max này, Zenfone 3 Max này, thì máy chạy Android 7.0 các bạn nhé. Bạn xem thông tin này, Asus X008D Android 7.0, chứ nếu 6.0 thì nó lại dễ phá hơn rất nhiều. Vậy bạn nào mà có nhu cầu phá cái tài khoản cho các dòng Asus, kể cả Android 7.0, 7.1 hoặc là bất cứ một dòng Android, Xiaomi, Samsung cái thứ nào khác vân vân, thì liên hệ bên mình. Search Đoàn Áp Zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên. Xin chào các bạn.